Chào tất cả các bạn các anh chị, hôm nay mình xin phép giới thiệu với các anh chị xe Honda SXI 150 đời 2008, xe màu đỏ đô, khá là liền lạc, sạch đẹp, mạnh mẽ luôn các bạn. Đây là một chiếc xe Honda đó, là mua về là đề máy lên là đi đi, máy móc chuẩn chỉnh, êm ru, mạnh mẽ. Honda SXI 150 B110032, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Xe Honda SXI nhập nguyên chiếc đời 2008 chính chủ, bao phí, bao test, bao phí lý bên